Chỉ 12 ngày sau trận động đất mạnh 7,5 độ Richter khiến hơn 2.000 người thiệt mạng và 6.000 người hiện vẫn còn đang mất tích, thì ngày hôm nay Indonesia lại tiếp tục hứng chịu trận động đất mạnh 6 độ Richter làm rung chuyển các đảo Java và Bali, khiến 3 người thiệt mạng và nhiều tòa nhà bị hư hại cùng với sự hoảng loạn của người dân. Tại Denpasar, thành phố thủ phủ của Bali, nhiều người dân hoảng loạn chạy ra khỏi nhà. Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, tâm chấn của động đất nằm cách khu vực Samberana ở đảo Java 40 km về phía đông bắc. Cơ quan giảm nhẹ thảm họa Indonesia cho biết là đã có 3 người thiệt mạng tại Đông Java do nhà bị sập khi mọi người đang ngủ. Trận động đất mới nhất này xảy ra trong bối cảnh Indonesia vẫn còn đang nỗ lực khắc phục hậu quả của trận động đất mạnh 7,5 độ Richter và sóng thần trên đảo Sulawesi xảy ra ngày 28 tháng 9 vừa qua.